Trong các ngày ngày 7 và ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buôn lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm khuyết điểm trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đơn vị có liên quan. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn về tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Trần Đức Quận, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trần Văn Hiệp, Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nay đã bị khai trừ ra khỏi đảng và bị xử lý hình sự. Các đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đoàn văn việt nguyên thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ ngọc hiệp ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đặng trí dũng nguyễn văn yên các đồng chí tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn ngọc phúc phạm s các đồng chí huỳnh ngọc hải tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyễn văn sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lâm hà bùi sơn điền nguyên tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy đức trọng nguyên bí thư tri bộ giám đốc sở kế hoạch và đầu tư lê quang trung bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng trần phương bí thư đảng ủy cục trưởng cục thuế tỉnh lâm đồng Liên quan đến những vi phạm trên, còn có trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Khái, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng đảng viên khác. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban thường vụ Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Trần Đình Văn, Đoàn Văn Việt, Đặng Trí Dũng, Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Huỳnh Ngọc Hải, Bùi Sơn Điền, Lê Quang Trung. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Sơn, Trần Phương. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015, 2020, 2020, 2025. Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Lê Minh Khái ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ủy ban kiểm tra trung ương tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền Chiều mùng 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương đã họp để xem xét công tác cán bộ trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban tổ chức Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chậu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng ý để các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 khai mạc tại Hà Nội sáng ngày 3 tháng 8. Hội nghị dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phần mở đầu, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trình bày chương trình làm việc, sau đó các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo điều lệ Đảng, Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai nhiệm kỳ đại hội, chịu trách nhiệm về mọi mặt của Đảng và đất nước, quyết định những vấn đề chiến lược và chủ trương chính sách lớn về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, trình đốn Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vân vân. Ban chấp hành Trung ương làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi cần thiết. Khi Bộ Chính trị thấy cần thiết hoặc đã có trên một nửa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường. Lần gần nhất là hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng vào sáng ngày 16 tháng 5. Tại hội nghị này, ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và bầu bổ sung 4 ủy viên bộ chính trị. Sáng ngày 18 tháng 7 tại phủ chủ tịch, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước Tô Lâm, chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh đã chủ trì phiên họp thứ 5 Hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự phiên họp có các ủy viên bộ chính trị, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, phó chủ tịch Hội đồng chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn ủy viên hội đồng bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang ủy viên hội đồng ngoài ra còn có các ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên hội đồng bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn ủy viên hội đồng cùng các thành viên cơ quan giúp việc hội đồng Tại phiên họp, hội đồng đã thảo luận cho ý kiến về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng an ninh đối ngoại thời gian qua. Tình hình kết quả triển khai nghị quyết số 05 NQTU của Bộ Chính trị khóa 13 về tổ chức quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 12 NQ-TU của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nguyện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước tô lâm ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phiên họp cũng như những ý kiến phát biểu quan trọng mang tính định hướng sâu sắc của các thành viên Hội đồng trong các chủ đề lớn có ý nghĩa rất quan trọng mang tính chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc triển khai nghị quyết số 05 NQTU đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy quân đội nhân dân được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo mục tiêu cao nhất, đó là quân đội nhân dân phải đảm bảo chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Quân đội nhân dân phải luôn là niềm tự hào của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Việc triển khai nghị quyết số 12 NQTU với quyết tâm và lộ trình triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đến nay, cơ bản hoàn thành sắp xếp bố trí lực lượng công an theo bốn cấp, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh cho đất nước, an ninh an toàn cho từng người dân và tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Hội đồng đã phân tích nhận định tình hình thế giới, khu vực và những tác động ảnh hưởng đối với Việt Nam. Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cũng như tạo sự đoàn kết trong tiểu vùng sông Mekong và ASEAN, đảm bảo Việt Nam là thành tố quan trọng trong mục tiêu hội nhập nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần tiếp tục bám sát theo dõi chủ động nắm chắc nghiên cứu phân tích đánh giá dự báo sát tình hình thế giới khu vực trong nước nhất là những vấn đề nổi lên mang tính chiến lược tác động đến quốc phòng an ninh của việt nam để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương biện pháp xử lý không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống